Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Săn Bắt TV của mình nha. Hôm nay thì chủ nhật mình lại tiếp tục sự nghiệp câu kéo anh em ơi. Hôm nay có gặp anh Tuấn người miền Tây với anh Điền thiên nhiên buôn lòi với anh Hà. Rồi đó, bữa nay bố anh em mình đi nha các bạn. Mình đứng đây mình thấy cầu Vàng Xây nha anh em. Cầu Vàng Xây xuống gần giờ đó anh em. Sao không sao lết nè anh em ơi. Lết theo đường ghe nè, láng láng nó lết được. Giống như trượt patin. Có đường gió lãi ta láng láng á, trượt quá trời anh em ơi. Ghe tới nha anh em, giờ chuẩn bị anh em mình lên ghe nha anh em. Rồi, có cái bầy chó ra tiếp rồi. Rồi anh em vô tới đầm rồi nha các bạn. Bố anh em này cũng đang mong chờ để ra cần sớm về cái đầm nè anh em ơi. Giờ mình ra mình lua vài đường để có con cá chiếm nào không nha. Rồi mình câu nha anh em, để mình ra cần cái mình quay tiếp cho anh em coi nha. Cá nhỏ gì mà nó quặn quá trời luôn anh em ơi. Chín cá anh em ơi. Nó chạy bên ra, mới táp gần đây nè. Lên em làm kỷ niệm đây, làm kỷ niệm hào chính nè. Cá chừng 2 ký mấy à. Sắp sửa nha anh em. Ôi mừng quá anh em ơi. Em có quyền lại gỡ cá đi. Chín cá anh em ơi. Quấn vô phụ bắt luôn. Thấy mặt cá anh em ơi. Rồi, khỏi sợ rồi. Yeah. Trời ơi, con cá này. Các bạn ơi, cái vợt mình mua lâu lắm rồi giờ mới được xài nè các bạn. Cá này 4 kg anh em ơi, 4 kg. Quá. Vợt mua lâu lắm mới được xài các bạn ơi. Hôm nay xài được cái vợt rồi. 4 kg, 4 kg, con này 4 kg. Ok. Quá hấp cá anh em ơi. Ok. Con mồi huyền thoại mà. Đúng là con mồi huyền thoại thiệt. Quá. Có mà 4 5 kg á. Có nhớ. Có nhớ cái này nhất lần. Nhớ anh em ơi. Nhớ mạnh luôn anh em ơi.
Trời ơi con cá bự bằng cái mình anh Hà luôn trời ơi. Chuyên gia giật cá đây. Quay đó, nó chạy mạnh quá anh Năm. Chạy mạnh ghê luôn. Chạy mạnh hơn con nãy nữa anh Năm. Nó không biết cái mì lớn. Ủa ông anh kế bên chính cá ngát luôn em ơi. Hai cá ngát này ngon hơn nè. Cá này từ từ quay đi anh em. Quay vô đi. Trời ơi. Ông anh kế đây dính cá ngát anh em ơi. Lên luôn em ơi. Còn mình đang lên cho nó chẻm anh em ơi. Sướng lắm anh Tấn ơi, sướng lắm anh Tấn ơi. Cảm giác anh Tấn ơi. Rau đứng lên má ơi. Nó hồi hộp thì chưa dính thôi. Hồi hộp Tấn ơi. Hồi hộp quá hả? Da nữa rồi. Cho nó vô bờ nghe, vô bờ là bao bọc cây cối đồ nó móc chết á. Nó ra nè anh ta. Căng dây quay đi. Rồi, quay đi, quay cho lên luôn đi. Bung cao cho nổi. Rồi. Rồi. Yeah. Rồi. Phải không mà vớt? Phải không mà vớt cá kia hả? Hồi quá anh em ơi. Ê, con nhìn đẹp con đẹp con. Bạn con nào không? Không bạn nữa. Con nào cũng thấy. Con bướm không? Móc trên đầu, móc trên miệng luôn. Móc hai cái mà. Cả ba bốn ký. Móc cái này sao sải. Sải. Móc cái này hết sải rồi. Móc cái hàm nó vô thế. Rồi, gỡ đi. Nguyên mày nó lứa vậy á. Con nào cũng ký không à. Quá đỉnh mấy bạn ơi. Sao? Ở trong lúc mình đang dính cá thì ông anh cái đây dính cá ngát anh em ơi. Ngát cũng cả ký anh em ơi. Còn của mình nè, lên mới lên cá chẻm nữa nè anh em ơi, hai con rồi. Giờ trưa rồi, hai anh em ngồi ăn cơm nha anh em. Mấy anh em cũng ăn cơm. Anh Hà với lại anh Tấn Nguyễn người miền Tây. Tới lượt em. Tới lượt em cơm. Hai người cho con cái muỗng à. À. Ác liệt vậy đó. Dính cá anh em ơi.
nó để vô cái lỗ cống mà nó lụm luôn. Cá anh em ơi, lên một con nữa trời. Cũng trọng anh. Trọng lắm anh Năm. Chi mấy hả? Năm. Kéo Năm. Móng móng mềm anh Năm. Anh đứng lên cá các bạn ơi. Em dạt qua coi. Yeah. Anh này đã chiến thắng. Anh này đã chiến thắng. Thôi chào anh em nha. Nay ghe vô rồi, chiều rồi 5 giờ mấy rồi anh em ơi. 5 mấy rồi ghe nó vô rồi. Rồi mình tranh thủ mình dọn đồ mình về tối rồi. Bữa nay đi câu anh em cũng cũng có được cá anh em ơi. Đi trễ mà gán bào cũng được. Mình được ba con cá chẽm nha anh em. Ba con đó anh em ơi. Sáng giờ là được ba con. Mình thành quả của mình là được ba cá chẽm, nhưng mà tặng anh thiên nhiên muôn loại con rồi, giờ còn hai con đó. Anh em xem kênh và thấy hay thì ủng hộ cho mình nha. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt nha anh em.